chúng ta đừng có làm cái kiểu là bắt con phải cái này, bắt con phải cái kia, con phải thế này. Xong nhiều khi á, nó hơi một chút một cái là chúng ta đã gợi ý, chúng ta nói rồi. Chúng ta đừng làm như vậy, hãy giúp cho mẹ như thế này. Đối với đứa trẻ từ 0 đến 6 này, thì bây giờ mẹ ví dụ như thế này, mẹ đưa ví dụ để chúng ta biết là mẹ muốn nói với chúng ta và chia sẻ với chúng ta điều gì. Nó bảo, mẹ ơi, nước, khát nước quá, nước, mẹ ơi, khát nước quá, nước, nước. Ví dụ thế, đây, cầm cái ly đây, đòi nước. Thay vì tất cả các cha mẹ ở nhà, bây giờ mẹ hỏi thật, nếu con của các cha mẹ mà mình mà đang đứng ở bên cạnh cái vòi, mẹ ơi, con muốn uống nước, thì thường các cha mẹ sẽ làm gì? Nếu mà đứa trẻ nó bảo, mẹ ơi, con khát nước quá, thì chúng ta sẽ quay lại chúng ta hỏi con như thế này. Ồ, hình như là con đang khát nước lắm thì phải. Đấy, bước 1 hãy làm cho mẹ cái điều đó nha. Bước 1 nha. Ồ, hình như con đang khát nước lắm thì phải. Câu hỏi số 2 này, bước 2 này. Ô, thế theo con thì uống nước thì phải cần phải có cái gì ấy nhỉ? Cần có cái gì để uống nước ấy nhỉ? Các cha mẹ có muốn cho não bộ của đứa trẻ nó tư duy không? Tôi tư duy thì tôi tồn tại. Nào comment đi, tôi tư duy thì tôi tồn tại. Vậy thì khi mà chúng ta quay lại, chúng ta hỏi con là ô con thấy uống nước cần có cái gì nhỉ? À, nó sẽ bảo mẹ ơi còn cần cái ly. Ồ, thế bạn ly ở đâu nhỉ? Đâu, con chỉ cho mẹ với. Bạn ly ở đâu? Đấy, rồi cái bình nước ở đâu? Bạn bình nước ở đâu? Hãy gọi tất cả những thứ đó là bạn dùng cho mẹ hệ, để cho đứa trẻ nó quen với ngôn ngữ nó là bạn, là bạn, là bạn. Được không ạ? Rồi, thế con chỉ mẹ đi ra cái bình nước xem mà mẹ quen bé mất cái bình nước ở đâu. Rồi, ra chỉ cho nó, nếu mà em bé nó nhỏ quá, nó chưa biết, thì lần đầu chúng ta hướng dẫn con là phải, đây nhá, bây giờ con cầm, để cho đứa trẻ nó cầm cái tay ly này, con cầm cái ly này, cái tay con bóp cái vòi này, con vặn ra này, con vặn xuống, đó, bước 1 hãy chỉ cho nó. Còn nếu cái đứa trẻ nào nó đã rành rồi, nó quen rồi, thì hãy để cho đứa trẻ của chúng ta nó tự bóp và nó tự uống. Uống xong rồi á, thì chúng ta sẽ bảo với con là, con thích cái bạn ly này thì cất ở đâu nhỉ? Để cho đứa trẻ nó cầm cái ly nó cất về chỗ cũ. Các cha mẹ thân mến này, phải để cho đứa trẻ nó tự tư duy và nó tự xử lý. Thế nhiều khi nó cầm cái ly nó để lên trên cao, xong bắt đầu hả, cái ly nó cao quá, nó không với được. Mẹ ơi, cao quá, chúng ta cũng không lấy cho con nha. Chúng ta quay ra chúng ta hỏi con thế này tiếp này, để kích hoạt cái não bộ cho con. Bởi vì cái đứa trẻ nó cần phải có nhiều nếp nhăn, chứ đừng có phẳng lì cái não bộ nha. Sau này lớn lên nó rất là lười xoay sở và rất là lười suy nghĩ. Thế thì mình phải bảo là, ồ, ly cao thế à? Thế mẹ thấy con là một chàng trai, cô bé rất là thông minh ấy. Thế theo con thì giờ làm sao để có thể lấy được cái bạn ly xuống nhỉ? Con quan sát xem làm sao để con có thể lấy được cái bạn ly. Là chúng ta đang rèn luyện cho con mình cái khả năng xoay sở đấy. Nó phải tư duy đi đã, nó phải xoay sở. Chứ còn các cha mẹ ở nhà chưa gì là đã lấy ly cho con. Thế thì não bộ nó có hoạt động được không? Tay nó có hoạt động được không mà phát triển não bộ? Không. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ, đừng có bao giờ lấy cho con. Mà hãy quay lại hỏi con là, ồ, thế uống nước thì cần cái gì nhỉ? Ơ, thế cái bạn bình ở đâu nhỉ? Thế chúng ta ra chúng ta cùng uống nước nào. Đấy. Xong bắt đầu là cho con được tự cầm, tự làm. Nếu như cái ly nó có cao quá, thế theo con thì bây giờ lấy cái ly này làm sao nhỉ? Trường hợp nếu nó không biết, nếu lần đầu tiên nó không biết nha, thì hãy hướng dẫn cho nó là, thế bây giờ nha, nếu như là mẹ thì mẹ sẽ trèo lên, hoặc nếu như mẹ sẽ tìm một cái gì đó để leo lên. Thế theo con thì bây giờ con làm cái gì nhỉ? Mẹ đã từng làm như thế đối với con gái của mình. Thế là trong đầu nó khựng lên, à con nhớ rồi, con lấy cái ghế. Thế là nó đi lấy cái ghế, nó bắt lên và nó lấy được cái ly xuống. Các cha mẹ hiểu chưa? Hãy để cho con mình tư duy, cái đó là rèn luyện khả năng xoay sở. Bởi vì đứng trước một vấn đề thì con của các cha mẹ cần phải được xoay sở. Vậy nên các cha mẹ luôn phải làm cái điều đấy cho em với. Kể cả là sau này nó có cầm cái quả táo lên nó đòi bóc vỏ, hoặc là nó đòi cắn, hoặc là nó đòi gọt vỏ, mà chúng ta bảo là nó nói mẹ ơi gọt vỏ cho con thì chúng ta cũng không gọt. Chúng ta bảo là ôi, thế theo con thì để mà gọt được cái quả táo này thì cần phải có cái gì nhỉ? Cần phải có cái gì mới gọt nhỉ? Thế nó bảo bạn dao, thế bạn dao ở đâu nhỉ? Mẹ lại quên bén là chứ con có thể kéo mẹ đi ra để lấy cái bạn dao đó không? Rồi chỉ cho con cái cách gọt, được chưa? À, phải dạy cho con cái điều đấy. Nhắc lại cho mẹ cái câu nha. Tôi tư duy, tôi tồn tại. Thế nên là những cái đứa trẻ càng nhỏ bao nhiêu càng cần phải dạy cho con cái khả năng là linh hoạt xử lý vấn đề và tư duy để mà tìm ra giải pháp, chứ không phải là mình sẽ làm hết cho con đâu nhá. Hãy làm cho mẹ cái điều đấy.